từ cái tuần này cho đến tuần sau sẽ có liên kết với buổi đào tạo. Buổi đào tạo này liên quan đến về thông tin về ý tưởng của sản phẩm, concept sản phẩm cũng như là về đơn vị quản lý vận hành sản to, và sẽ có một buổi đào tạo liên quan đến chuyên sâu hơn về thị trường bất động sản cũng như chuyên sâu về sản phẩm. Thì sẽ ra gửi cái link Zoom đấy về các đại lý để cho các bạn được tham gia, có thể tham gia để nghe. Còn về số lượng người thì do là người ta là trên link Zoom không nhận quá nhiều, như thế sẽ không thể là kiểm tra được hết thông tin của các bạn. Thì sẽ các đại lý thì sẽ đăng ký tối đa được có từ 10-15 người các bạn chọn lọc. Còn một cái bạn nào vẫn muốn tham gia và vẫn muốn nghe thì các bạn có thể ngồi cạnh cái bạn ở Zoom đấy để tất cả cùng nghe được, thì thông tin đấy rất là bổ ích. Vậy thì tôi xin đưa lại cái thông tin tổng quan như thế này. Như đầu tiên là chúng ta sẽ nói đến vị trí dự án, đúng không? Hôm trước là có bên em đã em đã đưa thông tin cho các bạn về cái liên quan đến Hội An, có những thông tin về Hội An, đúng không? Vậy thì Hội An hiện tại đang là một cái thương cảng lịch sử và một trong những cái thành phố cổ gần như đẹp nhất thế giới, thì sẽ thu hút được rất nhiều khách du lịch thế giới đến với Hội An. Nhưng bởi vì cái khu vực Hội An ấy nó không có nhiều cái dịch vụ 5 sao tiêu chuẩn giống như là Accor quản lý, và khách hàng quốc tế khi họ đến du lịch tại Việt Nam thì họ sẽ chọn những thương hiệu quốc tế đẳng cấp để họ ở, và sau đấy họ sẽ đi du lịch và tham quan tất cả cái điểm cổ, cái di tích lịch sử tại khu vực đấy, chứ họ không phải là họ đến để họ xem cái nền văn minh chúng ta đang phát triển. Nhưng mà tuy nhiên là vẫn phải quen, họ đang quen sử dụng 5 sao những cái dịch vụ tốt nhất rồi, đến Việt Nam họ cũng phải sử dụng như thế. Thì trước đây là họ sẽ ở trung tâm thành phố Đà Nẵng, và bây giờ theo tất cả những cái thông tin liên quan quy hoạch thì Đà Nẵng đã quy hoạch xong hết rồi, và thậm chí là đang hết quỹ đất rồi. Thì bắt đầu tỉnh Quảng Nam là một trong những tỉnh anh em, sau khi bóc tách lịch sử với Đà Nẵng ra thì tỉnh Quảng Nam hiện tại bây giờ cũng đã sẽ phát triển lên như vậy. Thì tất cả ông lớn đã nhảy vào tỉnh Quảng Nam rồi, ví dụ như ông Vinpearl, nhưng tuy nhiên là ông Vinpearl thì đã theo cái tiêu chuẩn là năm sao của Việt Nam, chưa được quốc tế ghi nhận. Vậy thì lượng khách của Vinpearl không thể địch lại được với lượng khách của bên Accor một trong tiêu chuẩn 5 sao quốc tế. Thì đây chính là yếu tố quan trọng của dự án. Yếu tố đầu tiên quan trọng của dự án chính là về vị trí đắc địa. Thứ nhất là sở hữu mặt biển, một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh, là cái vị trí mà trên với tỉnh Quảng Nam. Các bạn khi mà bán những cái sản phẩm ở tỉnh Quảng Nam nhé, thì mình sẽ phải học về những cái địa lý, những cái lịch sử cũng như là những cái câu chuyện để mình làm hướng dẫn viên cho khách hàng, họ vì sao họ lại phải mua ở đây mà không phải là chỗ khác. Thì chúng ta sẽ đem tất cả những yếu tố, đầu tiên là sẽ có bãi biển 150 bãi biển đẹp nhất hành tinh và 125 bãi biển đẹp nhất châu Á, sẽ là cái yếu tố thu hút họ. Vấn đề thứ hai, chúng ta sẽ thu hút họ liên quan đến là cái từ cái vị trí này và đến trung tâm phố cổ Hội An đâu đó khoảng tầm 15 phút, 5 km thôi. Thì với khách hàng là người Tây, họ sẵn sàng di chuyển bằng xe đạp cũng được, họ rất thích đạp xe. Nhưng người Việt Nam thì có thể lười, nhưng mà người Tây thì không. Vậy thì vị trí của chúng ta đang trên trục đường cửa ngõ đi vào Hội An, đi du lịch ra vị trí thánh địa Mỹ Sơn, là một trong những điểm di tích lịch sử, cũng là một trong di sản của thế giới công nhận. Vậy thì khi đến phố Hội An rồi thì họ sẽ có những cái điểm để di chuyển nữa, chứ không phải là chơi mỗi trong phố cổ Hội An. Ví dụ như là nói đến thu hút khách du lịch quốc tế từ thế giới đến Việt Nam nhé, thì sẽ đến đầu tiên sẽ là Vịnh Hạ Long, đúng không ạ? Vịnh Hạ Long là di sản được UNESCO công nhận, và với cái việc mà họ được quảng bá thế giới thì du khách sẽ đến đấy nhiều. Và điểm tiếp theo sẽ là Hội An, nhưng mà tuy nhiên là ở thành phố Hạ Long ấy, thì cái điểm vui chơi nó sẽ không được nhiều, nó không có nhiều điểm để đi nhiều bằng với cả cái khu vực Quảng Nam Đà Nẵng này. Ngoài cái việc mà mình đi tham quan thành phố cổ Hội An thì có thể là di chuyển ra khu vực thánh địa Mỹ Sơn, di chuyển ra đảo Cù Lao Chàm để chơi, thì di chuyển ra các làng nghề, và tất cả những cái nơi này đều có những cái văn hóa. Ví dụ như là các bạn đã đọc những cái thông tin liên quan đến Hội An chưa? Mình có biết ở trong Hội An là ngoài đi vào phố cổ thì có những cái gì, điểm gì để cho du khách đến không? Có biết là chùa, có biết khu vực chùa Cầu không? Chùa Cầu cũng rất nổi tiếng, và ở trong cái biểu tượng của cờ 20.000 của mình ấy, thì khách hàng người ta khi đến Hội An người ta chỉ biết là đến chơi thôi. Nhưng mà nếu như mình đưa thêm một câu chuyện là hôm nào cháu dẫn cô vào trong cái dự án này, sau đó cháu sẽ dẫn cô ra chỗ Hội An để đi tham quan chùa Cầu, ở đây cũng có những cái câu chuyện lịch sử liên quan đến chùa Cầu rất là hay cô ạ. Nghĩa là đôi khi khách hàng người ta nghe về cảm xúc, mình đã đưa hết thông tin rồi nhưng họ vẫn chưa có cảm xúc gì đấy, thì mình đưa thêm cái câu chuyện dẫn dắt. Ví dụ như là về cái sự tích chùa cầu đấy là do người Nhật Bản xây đấy cô ạ, từ thế kỷ 16-17, và nó là biểu tượng trước đây người Nhật đã có một cái con quái vật đấy nó rất là to, và họ đang quan niệm là cái đầu con quái vật thì nằm ở bên Ấn Độ, cái thân thì nằm ở Việt Nam, và cái đuôi thì ở Nhật Bản, cho nên mỗi lần con quái vật nó mà quẫy đuôi ấy, thì đồng nghĩa với cả đất nước của họ sẽ bị sóng thần và bị động đất. Cho nên là họ xây cái ngôi chùa này với mục đích là muốn bảo vệ Việt Nam, muốn chấn cái đuôi để làm sao mà nó không quẫy lên, và để cho cả Việt Nam cũng Nhật như Nhật Bản là đều rất là yên bình, không bị ảnh hưởng bởi thiên
ta nhiều. Đây là cái mục đích thì khi mà đến đấy thì mình gọi là có những cái câu chuyện để kể. Chứ còn nếu mà dẫn đi thì vào đây là phố cổ, người ta cũng biết là phố cổ, nhưng cổ của gì? Cổ từ thế kỷ 16, 17, đấy là thương cảng lịch sử, là một trong những nơi giao thương của tất cả nền văn hóa thế giới. Tất cả những thương nhân từ khắp nơi đến, đây là Hội An có rất nhiều nền nét văn hóa. Thì sản phẩm của chúng ta là với thương hiệu của DemoQ là đem văn hóa bản địa vào trong concept sản phẩm. Thì concept sản phẩm ở đây sẽ chia làm 3 khu vực: làng, sông và phố. Làng thì sẽ là có ngôi làng gồm 118 căn. Đấy, ngôi làng là 118 căn villa, anh Nam có nói về thông số này rồi. Sông thì sẽ là xây dựng cái ngôi bể bơi này theo đúng cái hình con sông Thu Bồn ấy, tạo cảm giác là sẽ nhìn thấy mặt nước từ cổng ra đến biển luôn. Thì con sông này sẽ dài hơn 300 mét, chia làm ba hồ bơi. Đấy. Và từ hồ bơi 1 cho đến hồ bơi 2 thì có giật cấp là 1 mét. Khoảng cách giữa hai hồ bơi là khoảng tầm 2 mét. Những thông số này khách hàng người ta sẽ hỏi nhá. Và dĩ nhiên là liên quan đến tại sao mà không xây dài hơn nền gì như này. Vậy thì nó liên quan đến cả yếu tố về phòng cháy chữa cháy nữa. Tất cả những sản phẩm nào của chủ tư là xây dựng lên nó cũng phải đảm bảo thêm cả yếu tố về an toàn nữa. Thì phòng cháy chữa cháy thì nếu như trường hợp mà làm biến hết thì xây cứu hỏa như vậy nào. Đây là một trong cái mà khách hàng sẽ hỏi tại sao không xây nền. Và đây cũng là một trong hồ bơi dài nhất khu vực thời điểm hiện tại. Khách hàng trên dọc khu vực hồ bơi cũng sẽ có rất nhiều tiện ích đi kèm, và tiện ích là sẽ nằm ở trên mặt bằng này, tổng thể tiện ích. Các bạn sẽ thuộc cái tổng thể tiện ích này. Nhưng mà với khách hàng triệu đô ấy, và dòng chúng ta bán đầu tiên là dòng biệt thự, thì khách hàng người ta quan tâm đầu tiên là vị trí. Vị trí có đắc địa của kim cương không? Vậy thì với vị trí này các bạn phải có đắc địa kim cương không? Khi mà thay vì vào trong phố cổ An không có những cái điểm 5 sao mà do chính Accor quản lý, thương hiệu quốc tế quản lý, mà họ phải ở đây, thì cái này các bạn đã có thể giải thích được khách hàng chưa? Tin tưởng vào sản phẩm thương hiệu Accor và có thể lấy ví dụ cho khách hàng những cái mà Accor đã quản lý, ví dụ như là Sofitel hoặc Novotel nhé. Novotel là một trong những thương hiệu 4 sao, nhưng tuy nhiên các bạn không nào bỏ tiền vào trong Novotel, thử một cốc cà phê để xem cái cảm nhận khi bước chân vào cái không gian sang chảnh như thế nào. Thì với khách hàng đẳng cấp họ thừa sức vào cái chỗ đấy nhiều lần rồi, và vào cao cấp hơn thì từ đây một khi nó cao cấp hơn thế. Khách hàng người ta mua đầu tiên là vì đẳng cấp, về thương hiệu, về vị trí này, về đơn vị thương hiệu quản lý vận hành này. Tiếp theo sẽ là về cái concept sản phẩm, chính là ý tưởng thiết kế nữa. Nó là khi mà nó chạm cảm xúc của khách hàng rồi nhé. Cảm xúc đấy chính là mình là người dẫn dắt khách hàng là tại sao ở đây lại đẹp, tại sao lại mua ở đây. Thì cái yếu tố đầu tiên đưa ra, yếu tố thứ hai đưa ra, tiếp theo đến yếu tố cảm xúc liên quan đến concept sản phẩm. Thì với cái này tôi xin chia sẻ với các bạn là nó sẽ có 5 khu vườn ở trong dãy các dãy villa này, và chính là đường dạo bộ đây. Đây, đầu tiên sẽ là cái dọc đường dạo bộ là đây, 1 này, 2. Đường dạo bộ này thì nó rơi cả vỉa hè lẫn đường lòng đường là khoảng tầm 13,5 mét. Còn cái trục đường mà giữa trước mặt các dãy villa này để cho xe điện đi vào ấy, thì sẽ là khoảng 7,5 mét cả vỉa hè lẫn lòng đường. Với đường dạo bộ này thì nó cái lòng đường nó sẽ bé hơn, nó sẽ rơi đâu đó khoảng tầm 2,5 mét thôi. Không đi xe được đâu, vì đi xe, vì đơn giản nhá, có thể là khách bơi ở đây này, họ cũng có thể di chuyển đi bộ xuống đây được, nhưng mà tuy nhiên là đây sẽ có độ dốc khoảng tầm độ cao khoảng 1 mét để trải thảm cỏ dài. Cái biểu tượng này sau này nó sẽ là cỏ nhé, cây cỏ. Và với cái đường dạo bộ này, ví dụ như đây 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5. 5 này sẽ theo phong cách kim mộc thủy hỏa thổ, để cho khách hàng lúc nào cũng cảm thấy là mình đang ở trong một cái khu nó đặc biệt hơn các khu khác. Ví dụ như là kim này, mộc này, thủy này, hỏa này, thổ. Thì với phong cách cây như thế nhé, theo cái phong cách vườn, khu vườn của Ý ấy, nó sẽ có những cái tầng cây, ví dụ như là tầng thấp, tầng cao. Và ví dụ tầng thấp thì là màu nhạt hơn, tầng cao là màu đậm hơn, để tạo hòa quyện và cho cả cây, những cái cây hoa nữa, để tạo thành một phong cách như kiểu khu vườn tình yêu của Ý ấy, là khi bước chân ra là nó phải thật đẹp, thật đẹp mắt, chứ không phải là chỉ có những cái cây mà xếp cho le kiểu đơn sơ thế này đâu. Nó sẽ tạo phong cách của Ý, và với phong cách của Ý thì các bạn có thể lên Google search thêm là một số cái vườn tình yêu của Ý nó kết hợp loại cây lãng mạn, đúng rồi, theo tính chất lãng mạn lại được thế đấy, giống như anh Nam nói là Romeo và Juliet đấy. Thì đấy cũng là một trong những cái key có thể bán được với khách hàng, nhưng tuy nhiên là mình không nên nói cái key này đầu tiên, chỉ nói bởi vì đôi khi là nhẹ quỹ hàng mình được chia lại nằm trong cái khu thổ chẳng hạn, khách lại không thuộc mệnh thổ, người ta vặn lại ngay, người ta bảo là thôi tôi không mua cái này đâu, tôi lại là mệnh hỏa, tôi là dụng giờ tôi là mệnh khác cơ chẳng hạn, tôi không mua cái này, mua cái này nó khác với tôi. Thì đừng nói vội. Còn nếu trong trường hợp mà mình khi mà mình tiếp xúc với khách hàng, mình đã biết tuổi của khách hàng rồi,
thì mình sẽ biết, mình sẽ là chuyên gia về phong thủy luôn mà, thì phải có một cái bảng tuổi của khách hàng hợp với mệnh gì thì biết luôn. Nếu trường hợp mà bảo luôn cô ơi đúng cái khu này luôn, cháu có một căn ở đúng khu theo phong cách vườn là như thế, vậy thì với cái khu này nó lại rất là hợp mệnh với cô đấy ạ. Nghĩa là mình cũng sẽ chia sẻ thêm. Còn tuy nhiên khách hàng không quan tâm đấy mà chỉ quan tâm đến những cái liên quan đến yếu tố về kinh doanh, liên quan đến yếu tố là tôi được lợi gì khi ở đây, thì mình có thể thả sức mình nói để có câu chuyện truyền thông nói với khách hàng. Và cái khoảng cách từ bắt đầu dãy này đi ra, từ đầu dãy này đi ra đến mặt biển, đi đường này, đường ven ngoài này cũng được này, hoặc là đi đường này cũng được, là khoảng tầm 250m. Bể bơi thì dài hơn 300m bởi vì bể bơi nó uốn lượn, nhưng mà trục đường này thì khoảng 250m, nên với những cái khách mà ở đây thì có thể đi bộ một tí cũng được này, ra đến biển. Còn với khách ở đây có thể họ ngại thì có thể họ sẽ đi gọi xe điện chở họ ra đến biển để tắm, hoặc là họ ra hồ bơi để tắm. Cái khoảng cách này thì cũng chỉ đâu đó khoảng tầm chắc khoảng tầm mấy trăm mét thôi, 200, chưa đến 200, 120m, khoảng 120m là từ đây 120m ra đến đây. Thì với khu làng này có một cái đặc tính mà chúng ta lưu ý thêm, đó là cái bể bơi. Bể bơi này theo tiêu chuẩn sẽ là làm về bể bơi về công nghệ điện phân muối. Nó sẽ khác với bể bơi ở ngoài này một chút. Tại bể bơi ngoài này sẽ là có cái độ khử trùng, còn ở đây điện phân muối là nó khử bằng điện phân muối, nghĩa là cái nước của nó sẽ hơi mặn mặn. Nó tạo cảm giác hòa mình với thiên nhiên và tạo cảm giác như là đang tắm biển ấy. Với cái công nghệ này khi mà khách tắm xong thì da nó sẽ rất là đẹp, nó sáng. Cái công nghệ này ở Việt Nam không có nhiều và ở Flamingo cũng có nhé. Khi nào có thời gian mà đi Flamingo trải nghiệm xem như thế nào. Thì với cái công nghệ điện phân này thì nó cũng là một trong cái tiêu chuẩn của Accor để tạo cho cái ấn tượng là cái biệt thự này, ngoài cái việc mà có cái bể bơi mà hòa mình với thiên nhiên, thì cảnh quan cây cối từ trong nhà ra đến ngoài nó đều tạo cảm giác là như kiểu ở trong một khu vườn ấy, như một cái nhà. Nhà nó có cách ý là những cái mái vòm tròn tạo cảm giác là mở cửa ra một cái có thể nhìn thấy mọi thứ, thay vì là nó để những cái mái thô như kiểu là hình chữ nhật, thì nó thay bằng mái vòm và cho cây cối ở chỗ lan can các kiểu như này. Khách hàng sẽ tạo cảm giác là cái khu này thiên nhiên hơn. Và người ra là ở đây có 10 dãy sẽ đánh số thứ tự là từ BT1 cho đến BT10. Đây là BT1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thì dãy đầu tiên là dãy 10 thì sẽ gọi là dãy A, với hai căn kinh villa ở hai đầu hồi đây, hơn 400m thì sẽ là gọi là AG, nghĩa là A góc đó, để nhận biết được với căn hai căn này. Và 6 căn ở giữa này này thì sẽ là mẫu biệt thự là mẫu A, và tất cả cái dãy này đều là đơn lập. Tiếp theo đến dãy B sẽ bắt đầu từ dãy số 9 cho đến dãy số 7, cho đến dãy số 3 thì là mẫu B. Thì trong mẫu B có 3 loại về layout. Cái layout đầu tiên sẽ là BG, là B góc, với tất cả những cái dãy nào mà chẵn thì sẽ có hai căn góc ở đầu hồi như dãy này, nhưng với dãy lẻ thì chỉ có một căn góc đầu hồi thôi. Và tất cả những cái căn góc đầu hồi này đều có thể nhìn thấy được biển. Và đây nói chứ quên mất, dãy A là hai căn kinh villa này thì là 4 phòng ngủ 2 tầng, còn những cái căn còn lại là 3 phòng ngủ 2 tầng. Còn dãy B thì đa phần ngoài cái căn góc ra thì tất cả đều là song lập và đều là 3 tầng 2 phòng ngủ, góc cũng là 3 tầng 2 phòng ngủ. Song lập này sẽ chia là mẫu B1 và mẫu B2. Thì mỗi mẫu nó sẽ chênh nhau diện tích đâu đó khoảng tầm 10 đến 20 mét gì đấy. Cái này cũng trên mặt bằng cũng sẽ có. Đây trên mặt bằng layout đổ màu này, chúng tôi đổ màu các bạn có thể nhận biết được các dãy, và có cả cái mẫu mã villa bên cạnh để cho các bạn nhớ. Nhưng tuy nhiên là mình cứ nhớ là A là đầu tiên này, B sẽ là tiếp tục từ đây cho đến dãy số 3, và dãy C sẽ là hai cái dãy ngoài cùng. Dãy C này thì là có khác biệt một chút là nó là 3 tầng để tầng 3 có thể nhìn được biển. Đây dãy C này cũng là với cái dãy này thì là có một căn song lập một căn đơn lập ở đầu hồi thôi. Đây là hai căn, cứ chẵn là hai căn, còn số lẻ thì đã chỉ có một căn ở đầu thôi. Thì với dãy xe này là 3 tầng 4 ngủ. Cái căn này căn đơn lập ở đây. Đấy thì đây bảo là đây đây. Đâu, đây đây chỉ nhầm. Đây cũng 3 tầng 4 ngủ à? Đơn lập là 3 tầng 4 ngủ chứ có song lập. Cũng thế. Cứ 3 tầng là phải chia ra 4 ngủ mà. Và giá thì chưa được tiết lộ, nhưng mà nó sẽ là khoảng triệu đô trên dưới gì đấy. Thì với những cái căn dãy này chỉ có thể sắc rẻ 50 tỷ.
Này, không chào mặt biển bộ nhá. Mặt biển có khi là hàng cũ thưởng đấy, cho nên là không được chào mặt biển mà phải chào cái dãy trong này này. Bây giờ được sở hữu cái dãy như thế này và được đi vào những cái khu mà liên quan đến khu vườn tình yêu rồi mọi thứ đẳng cấp thì ở trong này, và tất cả những cái tấm phù điêu, những cái tấm bê tông ở hoa văn này này, nó tạo cảm giác là thiên nhiên thì nó cũng có những cái lỗ thoáng như này là làm bằng bê tông sợi. Với cái bê tông sợi này thì biểu tượng là hoa mướn biển. Và cây cối ở đây là đa phần là sẽ nhập từ bên nước ngoài về, vì nó cao có cách ý mà. Mặt đỏ thế nhỉ? Hoa mướn biển. Ý của em về những cái về những cái ý tưởng thiết kế thì chắc là ngày mai ngày kia sẽ có cái bản ý tưởng thiết kế để gửi cho các bạn, bởi vì là mình cũng cần những cái cảm xúc từ cái đơn vị thiết kế họ đưa đến. Nhưng em tự nhiên cái màn hình bị tắt. Rồi, với bể bơi nhá, bể bơi ở hai căn kinh villa thì bể bơi nó sẽ to hơn, nó sẽ rơi vào khoảng 27 mét vuông ấy. Còn với những cái bể bơi nhỏ như thế này ở những cái dãy ở những cái căn bình thường ấy thì nó sẽ rơi khoảng tầm 17 đến 5 đến 18 mét vuông. Thôi, nước nó xịn là được. Tiếp, chúng ta đã xem về cái khu làng của Hội An rồi, tiếp đến chúng ta sẽ đến con sông, sông Thu Bồn. Thì thường là nhìn cái cảm giác mà khi có bước chân vào đây một cái là nhìn thấy nước luôn rồi, sẽ tạo cho khách hàng cảm giác là đi ra biển nó không quá xa và nhìn nó cũng rất là mát mẻ, dễ chịu mát mẻ. Nó cũng sẽ cảm thấy là tiện ích của nó nổi bật luôn từ cái con sông này. Thì với con sông này thì khoảng 300 mét thì chia làm 3 bể bơi, thì với cái khu vực bể bơi 1 và bể bơi 2 này này, nó sẽ làm cái vườn xung quanh theo phong cách của Ý, lại là vườn Ý, nhưng cái bể bơi thứ ba này làm phong cách như vườn nhiệt đới, nghĩa là tắm ở đây chán thì lại ra đây để cho nó thêm một cái không gian khác, lúc nào đi đến đâu cũng sẽ có một không gian khác nhau. Với bể bơi này sẽ có rất nhiều tiện ích dọc theo bể bơi, ví dụ ở cái khu vực này là sẽ có pool bar này, sẽ có bể bơi trẻ con này, sẽ có bể sục này, thì chính là cái khu vực khách sạn mà chúng ta sẽ bán, căn hộ khách sạn chúng ta sẽ bán. Còn cái khu vực trong này là chủ đầu tư sẽ giữ lại, giống như cái tiêu chuẩn các con phải giữ lại một phần, thì chủ đầu tư sẽ bán cho chúng ta phần đẹp nhất. Phần đẹp nhất thì ở trên này chúng ta đã có cái bể bơi vô cực này, rất là thích, xong cả sky bar rồi cả vườn biết các thứ. Sẽ có một clubhouse ở khu vực này nhé, nếu trong trường hợp khách hàng bảo là khách ở những cái khu vực này thì tự nhiên có clubhouse được phục vụ, còn khách ở khu vực giữa này đang không có chỗ nào để đi cả thì họ sẽ đi ăn ở trong nhà hàng ở trong chân của đền, có một nhà hàng ở trong đấy nữa. Về bể bơi thì về độ sâu sẽ khoảng tầm 1,4 đến 1,6 mét, còn về bơi trẻ con thì khoảng tầm từ 60 đến 70 phân để đảm bảo khách hàng. Và cũng có một đoạn sông lười, chính là đoạn này, sông lười hơi kẹo tí, nên là sẽ đảm bảo cái bể bơi dài này đảm bảo cho toàn bộ khách hàng nghỉ dưỡng tại đây đều có cái không gian nó không bị chật chội quá, mà họ có thể lựa chọn cái vị trí ngồi ở đâu cũng được. Vì số lượng ở đây chúng ta không nhiều, với 118 căn nó rất là hữu hạn, và với lượng khách quốc tế các bạn có thể lên mạng search là sân bay quốc tế Đà Nẵng sẽ đón 30 triệu lượt khách cho đến năm 2030, và hiện tại là đến năm 2025 sẽ đón đến 25 triệu lượt khách rồi. Với lượng khách đông như vậy, khi họ đến thành phố Đà Nẵng, việc đầu tiên phải nhiều nhất là phải đến 60% là khách quốc tế họ sẽ di chuyển về khu vực này để đi vào Hội An chơi. Họ sẽ ở dịch vụ xịn của Accor, và nhưng mà họ chơi vui chơi thì họ sẽ vào phố cổ Hội An, ra Thánh Địa Mỹ Sơn. Vậy với cái ý tưởng truyền thông chính là vì tinh tú giữa hai miền di sản chính là Hội An và Thánh Địa Mỹ Sơn, thì cái dự án của chúng ta đang là ở vị trí khá là trọng điểm, thậm chí là đang là vị trí kim cương luôn ở tại khu vực, thì nằm trên cái trục đường cũng đường Lạc Long Quân, là đường rất là đẹp nằm trên cung đường tỷ đô đấy. Và tiếp theo là sẽ có về cái khối khách sạn này thì chúng ta chưa bán đâu, chúng ta sẽ tập trung chính ở khối biệt thự trước để cho các bạn có những cái chúng tôi sẽ ra những cái chính sách khủng để các bạn bán được hàng cái giai đoạn của dịch này, bắt buộc sẽ bán được. Và với chính sách các bạn sẽ có chi phí để tiếp tục về sau chạy những cái khu vực như thế này. Như thường nhé, một số những cái chủ đầu tư khác họ sẽ ra condo trước để rẻ ra trước, nhưng mà không, mình sẽ ra dòng biệt thự và mình đánh vào khách hàng giai đoạn này đang còn rất nhiều tiền và họ đang sợ cái dòng tiền của họ đang bị có thể là sắp tới là sẽ lạm phát, hoặc là họ sẽ bị đồng tiền của họ mất giá, họ gửi ngân hàng họ cũng lo lắng. Đầu tư ném vào đất thì cũng chỉ một hai mảnh đất nhưng mà tiền vẫn nhiều, vậy thì họ sẽ gửi vào đây, nó là nơi trú ẩn an toàn và cũng không bị mất đi dòng tiền, thậm chí còn tăng giá. Về phần khách sạn này thì sẽ có cái phần chúng ta bán đây này thì sẽ có là 10 tầng, và tầng thứ 11 sẽ là cái tiện ích ở trên này.
và bắt đầu bán thì sẽ là từ tầng khoảng tầng 3, thì tầng 1, tầng 2 sẽ là để phục vụ cho những cái nhà hàng rồi những cái khu tập gym, spa để kinh doanh cho khách hàng. Về khách sạn này thì sẽ có một hầm nhé, hầm để xe khoảng 5,000 m và có một cái khu để xe ở trên khoảng này này, khoảng 500 m để cho những khách hàng mà ở ngoại ô họ muốn ở cái khu này di chuyển bằng ô tô thì họ vẫn có chỗ đổ. Còn tuy nhiên là ô tô, có nhiều khách hàng đã hỏi tôi là thế ô tô có đi được vào trong này không, bởi vì mục đích họ mua ở đây để sau này, sau cái thời gian mà ủy thác chủ đầu tư họ sẽ giữ lại để họ ở, nhưng mà tuy nhiên là không đi xe được vào đâu, vẫn bắt buộc phải để ngoài và muốn đi vào phải đi xe điện để đảm bảo tất cả những yếu tố liên quan đến môi trường, không nên ô nhiễm môi trường. Và Accor cực kỳ kỹ tính trong vấn đề này, họ đã vận hành rất nhiều tiêu chuẩn quốc tế và được thế giới công nhận rồi, nên là họ không bao giờ vì một lý do gì đấy để làm hỏng cái thương hiệu của họ. Vì khách hàng đến ở Việt Nam, ví dụ đến bất cứ nước nào là đến là tìm thương hiệu của họ rồi. Hiện tại là nãy cũng có nói đến là cái shophouse, nhưng shophouse sẽ là ở mặt phía bên này thì là sẽ chân phối cho khách sạn. Thì shophouse đấy có khoảng tầm trên 10 căn. 10 căn này sẽ kinh doanh ở phía mặt này để đảm bảo là phía trong này là thực sự yên tĩnh và đúng tiêu chuẩn làm sao là sang trọng và yên tĩnh. Thì shophouse sẽ ở phía ngoài này và sảnh check-in khu căn hộ khách sạn của chúng ta sẽ ở phía này. Nếu như khách hàng có thể đi ra đây buổi tối hoặc là đi ra đây để chơi vui chơi những cái dịch vụ hoặc là mua bán hoặc là uống cà phê thì họ có thể di chuyển ra đây. Người căn đấy có bán chắc chủ đầu tư giữ lại để kinh doanh. Thế vừa nãy chị bảo bên này thì này nhỉ? Bên này thì có shop, ở đây bên này chỉ có ở dưới chân của đấy là nhà hàng thôi. Nhà hàng là của dự án luôn đấy. Thì chúng ta sẽ bán phần ngon nhất là phần này, phần ngon nữa gần biển này đúng không, trên có cả bể bơi bơi vực này, chụp ảnh check in một phát rồi mọi người sẽ hỏi xem là đang đứng ở đâu đấy, khu vực như thế nào. Và tất cả những cái căn villa này này, số lượng hữu hạn thôi, để khách hàng được sở hữu căn hữu hạn này thì là sẽ phải nói được những cái yếu tố chính mà bác sĩ đã đang nói, những yếu tố vị trí chính rồi nhá, tất cả những yếu tố về đất kinh quản lý vận hành, khi nào có tiền bỏ tiền ra hoặc là góp tiền để tham in vào trong lô theo một thì hoặc là vào thăm công với nhau, bước chân vào để xem sảnh khách sạn khác với cả những sảnh khách sạn kiểu khác như thế nào. Nó đi kèm với tất cả cái dịch vụ, vì chúng ta chưa được sử dụng dịch vụ 5 sao nhiều, chúng ta chỉ sử dụng 5 sao cao nhất có khi là Vinpearl thôi. Vinpearl tiêu chuẩn 5 sao của Việt Nam nó khác với cả tiêu chuẩn 5 sao quốc tế lắm. Và tất cả những căn hộ ở đây đa phần sẽ tất cả sẽ nhìn được biển và diện tích nó sẽ rơi đâu đó theo tiêu chuẩn 5 sao là khoảng 40 m. Rồi yếu tố đầu tiên này là vị trí, yếu tố thứ hai là liên quan đến đơn vị quản lý vận hành, yếu tố thứ ba liên quan đến thiết kế cảnh quan của mang phong cách Ý thế này là của Huni, yếu tố thứ tư sẽ nói đến vấn đề pháp lý dự án hiện tại là có sổ đỏ của cả khu, đã có giấy phép giấy chứng nhận đầu tư của tất cả khu luôn, và có cái gì nhỉ, quy hoạch có trên 500. Có giấy phép xây dựng, nhưng tuy nhiên giấy phép xây dựng thì mới chỉ thể hiện trên đấy là khoảng 78 lô thôi, thì còn lại số còn lại thì sẽ hiện tại đang chờ tỉnh ký tốt, thì đến khoảng tầm cuối tháng 6, khoảng 26 tháng 6 sẽ gửi lại cho các bạn cái bản tổng thống nhất, nên các bạn cứ yên tâm là chúng ta đang bán những cái khu của các bạn có rồi và sẽ được ký hợp đồng mua bán luôn. Là yếu tố pháp lý cũng là quan trọng, yếu tố tiếp theo liên quan chủ đầu tư, khách hàng mua một sản phẩm là họ sẽ quan tâm đến ông chủ đầu tư có uy tín hay không. Vậy thì với ông chủ đầu tư chúng ta truyền thông là Xuân Phú Hải, nhưng mà đơn vị hoặc là chúng ta sẽ có nói thẳng là Vinamilk luôn cũng được, và họ đã lập ra đưa Xuân Phú Hải đứng ra ký với khách hàng thôi, nhưng mà ông này chính là Vinamilk. Vinamilk là một trong những nhà phát triển dự án khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, là khu vực chúng ta đang đứng đây, là một trong khu đô thị là đẹp nhất Việt Nam luôn. Với cái thông điệp này thì họ không cần hỏi nhiều, bởi vì Vinamilk nó liên sẽ gắn liền với Vinaconex, nhưng bây giờ nó đang hoạt động độc lập rồi, nó tách hoàn toàn ra rồi. Thì ông chủ đầu tư này là một cái người đã có thương hiệu và đã có sản phẩm hình thành nên mà chúng ta đang đứng ở đây rồi. Khách hàng khi đến đây là họ sẽ đã biết rồi, nên là cái yếu tố chủ đầu tư sẽ là cái là yếu tố thứ năm quyết định là những cái key chính của dự án, và yếu tố thứ sáu là yếu tố mà để khách hàng xuống tiền, đó là yếu tố liên quan đến chính sách bán hàng, có thể là gợi mở cho các bạn, chưa có bản full đâu, chưa có bản hoàn thiện đâu, nhưng mà tôi sẽ chia sẻ qua là với cái đợt những căn ra hàng đợt đầu tiên là chúng tôi sẽ cho chính sách cam kết mua lại sau 3 năm. Khách hàng có thể xuống tiền và an tâm với dòng tiền của mình và sẽ có một phần cam kết cho đầu tư. Sẽ ký kết cam kết mua lại, và với dự án nghỉ dưỡng thì không có chủ đầu tư nào trong giai đoạn này cam kết mua lại đâu, trừ từ Novagold.
Nhưng Novago cam kết mua lại là đến thời điểm sau 3 năm là họ còn kệ luôn, không biết là kinh doanh như thế nào. Còn đây, sau 3 năm chúng ta vẫn có cái lượt chia sẻ, có những cái lượt chia sẻ tiền của chủ đầu tư với cả khách hàng. Sau khi đã trừ đi những cái chi phí thì cái vấn đề đấy tôi sẽ công bố sau, bởi vì tôi cũng đang phải chốt lại vấn đề đã. Nhưng mà để chúng ta an tâm là khi mà khách hàng rơi tiền xuống đây không bị mất tiền. Và ngoài ra giá trị căn biệt thự của chúng ta, nếu như khách hàng không, về sau khách hàng có thể để đến khoảng 10 năm nữa, khách hàng bán chắc chắn là cũng lên giá khoảng 5 năm nữa thôi. Bán lên giá bởi vì sao? Giai đoạn này nhé, khách hàng đang mua với một cái giá trị rất là ổn định luôn. Khi mà sắt thép với cả dầu hiện tại đang tăng. Anh chị có biết vì sao sắt thép và dầu hiện tại đang tăng đồng nghĩa với giá thành xây dựng tăng lên không? Biết hết rồi đúng không? Là bởi... Nói rồi à? Thì đấy, khi mà cái giá thành nó lên như vậy thì sau này những cái căn này thì chắc chắn là giá thành nó sẽ lên theo cái giá ở cái thời điểm đấy. Nên khách hàng, mục đích của khách hàng mua cái sản phẩm này ấy, chân dung khách hàng này, đầu tiên là có một cái ý định là thích sở hữu đẳng cấp, nhiều tiền mà, thích đẳng cấp, thích đẹp và chạm đúng với cảm xúc của họ, đúng là theo cái mẫu thiết kế họ thích, họ sẽ mua. Hoặc họ cần là trú ẩn dòng tiền an toàn, an nhàn, không phải đau đầu liên quan đến kênh chứng khoán, hoặc là ném vào đất này nhưng mà chờ mãi nó chưa lên giá, bao giờ nó mới lên giá để có lãi chẳng hạn. Hoặc là phải có thông tin chính xác lắm thì nó sẽ lên nhưng mà sau đấy thì liệu nó có tụt, nó có trứng không? Nó còn liên quan đến vấn đề đầu ra nữa đúng không? Vậy thì với cái này là khi mua rồi, an tâm luôn, không phải lo lắng gì cả. Tiền thì hàng năm chủ đầu tư sẽ là người tìm khách hàng về kinh doanh cái khu này. Và tìm người tìm khách hàng chính là cái ông Oscar này. Quảng bá đến quốc tế, đưa khách quốc tế, khi mà sân bay quốc tế Đà Nẵng đón đến 30 triệu lượt khách. Vậy thì lượt khách lấp đầy ở đây quá đơn giản luôn. Với những cái số lượng căn hộ đây 785 căn cộng với 118 căn villa thì với cái mật độ như thế này chắc chắn là sẽ lấp đầy được luôn. Và với khách hàng quốc tế nhé, họ không tiếc tiền ở đây đâu. Giai đoạn có khi ở đây rơi đến 2-3.000 đô một đêm họ cũng không tiếc. Đây là dự kiến thôi, dự kiến cái giá thành thuê là như vậy. Thì mình có thể chia sẻ với khách hàng, bởi vì liên quan đến ông này thì làm gì có giá rẻ. Không có giá rẻ đâu. Ví dụ như là ông Vinpearl ấy, thì ông ấy sẽ đưa ra một cái giá là đến thời điểm giá niêm yết ở trên hệ thống của ông ấy là 30 triệu một đêm. Thì nhưng mà thực tế là chúng ta thuê được với giá khoảng tầm mười mấy triệu, 15, 17 triệu là chúng ta có thuê được căn 3 ngủ rồi đúng không? Đấy, nó theo giá trị, bởi vì là họ, cái tiêu chuẩn của họ là họ theo Việt Nam họ có thể điều chỉnh được theo mức Việt Nam, nhưng với ông Accor nó khác lắm. Và với khách có tiền họ không quan tâm đến giá như thế đâu, quan tâm là ông phục vụ mình thôi, vì họ đã quen được phục vụ ở những nơi khác rồi. Đấy thì đấy là 6 yếu tố mà chính là key của dự án. Ngoài ra là khi nói chuyện với khách hàng chúng ta sẽ đưa thêm cái cảm xúc của chúng ta vào để đánh động vào cảm xúc của khách hàng, cho khách hàng đến đây, cho khách hàng trải nghiệm một số điểm du lịch để họ cảm thấy thích đã. Và khi trải nghiệm xong thì họ về đây họ nghỉ ngơi và ngủ ở trong này luôn, không cần phải đi ra ngoài, cứ nghỉ ngơi thôi và ngắm cảnh dạo vườn tình yêu. Những cái thông tin này thì ban nãy anh Nam có chia sẻ hết rồi ạ. Thêm một thông tin nữa về phòng hội nghị, ban nãy em có nói là liên quan đến phòng hội nghị là có diện tích đâu đó khoảng 1.000 m² đúng không? Với sức chứa là khoảng tầm 500-600 khách, bởi vì theo tiêu chuẩn thì là sẽ có 2 m một khách, là theo tiêu chuẩn hội nghị ở quốc tế. Và trong này cũng sẽ có những phòng hội nghị nhỏ, với nhỏ sức chứa là 150 khách. Với cái phòng hội nghị to như vậy thì sẽ có thể lôi kéo được không những khách nước ngoài mà tất cả những khách Việt Nam, công ty lớn ấy, họ có lượng nhân viên đâu đó rơi khoảng tầm 500-600 người, họ sẽ di chuyển về đây để họ làm hội nghị, rồi họ có thể là tiệc cuối năm hoặc là những cái tiệc nghỉ hè các thứ, họ sẽ di chuyển về đây vì có sức chứa lớn như vậy. Rồi thế hôm nay nếu mà nói nhiều quá thì các bạn sẽ bị cái thông tin lưu vào đầu nó sẽ không có nhiều. Vậy thì sau buổi ngày hôm nay các bạn về các bạn làm lại một cái bảng tổng hợp thông tin. Cái bảng tổng hợp thông tin đấy chính là sao cho các bạn khi gặp khách hàng. Vì bản thân là khi mà chúng ta làm bất cứ cái gì chúng ta cũng phải có nốt lại, như tôi đây này, tôi trên link của các bạn, nhưng mà tôi đã phát cho các bạn cái tờ chính là cái kịch bản trên link của tôi, là những cái thông tin sẽ nói từ đầu đến cuối là như thế nào, để cho mình có một cái sao khi mà mình quay mình có thể nhìn vào. Các bạn cũng thế thôi, nói chuyện với khách hàng khách hỏi cái là ứa, bởi vì lúc đấy có khi mình chưa thuộc làm thì mình đã có sao. Và ngoài ra cũng sẽ dành cho các bạn telesale nữa, các bạn telesale cũng sẽ từ thông tin này, nếu trong trường hợp khách hàng hỏi các bạn sẽ có thể nhìn vào đây được, thì các bạn sẽ tổng hợp lại một file thông tin khách hàng và gửi lại cho bên lại chúng tôi. Tôi sẽ kiểm tra bài của các bạn xem là những thông tin các bạn là nhận thấy là đúng chưa. Khi mà nghe buổi hôm nay là chúng ta đang ghi âm thôi, nhưng mà tuy nhiên là về phải trực tiếp làm và không được nhìn file nhé. Hôm nay những cái thông số, ví dụ như thông số về cung đường là 7.5m hay cung đường 13.5m không nhớ được thì có thể nhìn, nhưng mà phải nói trước tất cả vị trí nó nằm ở đâu, ông chủ đầu tư tên là gì, và quản lý vận hành là ai, thiết kế là ai, bao dự án này là 2023 bàn giao. Anh Nam cũng nói rồi, không nói lại gì đấy nữa.
Và với cái thông tin bài tập này cũng là tiền đề để cho các bạn là tiếp tục bước vào cái giai đoạn học tiếp theo, đó học về nâng cao, về tổng quan tất cả thị trường chứ không phải về sản phẩm. Và hiện tại chúng ta khi mà học xong dự án này, chúng ta phải yêu dự án. Khi chúng ta yêu dự án, chúng ta có thể nói về dự án trong suốt rồi, thì lúc đấy chúng ta truyền cảm với khách hàng mới là tình yêu thật sự. Hiện tại cũng không còn sớm nữa, thì để các bạn có thể nghỉ nhé. Chúng ta kết thúc buổi đào tạo ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn có mặt ngày hôm nay. Cảm ơn chị.